Tiến hả? Ủa đi đâu hả? Em chạy sao lên là thấy biết anh à. Mà em không dám chắc. Thấy chạy xe không là xe lạ quá không không, à. Không biết đúng không? Còn mày chạy lên là tao nhận ra mày liền. Sao? Cái nón. Nón là như của mình mày có hay sao á? Ủa mà anh đi đâu à? Bữa nay chủ nhật. Sáng dậy chưa kịp xúc miệng mấy bạn gọi điện qua nhậu. Qua vừa cầm ly bia lên hít hơi chưa kịp có cảm giác gì á. Bắt đi mua bia. Tại xỉn hết rồi, đến nhậu đâu chắc 2-3 giờ sáng hay sao. Sáng qua thấy nào cái quéo cò đi. Mày xúc miệng chưa giờ, sẵn đi mua bia về anh em mình xúc miệng cho anh. Thôi xúc miệng ngủ cả ngày chi vậy. Mấy anh đô yếu hay nói vậy. Xe qua đây. Đây, xe mới ra thị trường, Winner X. Mua hả? Mua luôn hả? Mua luôn chứ sao, mua trải nghiệm. Cái này có điều kiện với mày. Nhưng mà tao nói thiệt với mày, mình có tiền thì cũng được, mình thích thì mình chơi, nhưng mình chơi nên khôn ngoan. Mua đi dăm ba con Winner X mua làm gì ba? Lỗi tùm lum. Thì cái này thảm họa của thiết kế luôn, tao nói thiệt luôn. Từ máy móc cho tới thiết kế. Anh nói gì vậy? Nè, con xe này của anh mới là xe rẻ nè. Xe người ta còn đi chùm chó, gọi là xe chùm chó anh biết không? Mà anh nói Winner X của em là xe này. Mày đó. Biết lý do tại sao người ta lấy Exciter đi chùm chó không? Tại nó mạnh lắm. Ẩm con chó chở thêm thằng sau nữa, dí không bao giờ kịp. Xe mạnh, còn ai qua đem con Winner X đi chùm chó không? Em nè. Chậm, ẩm chó phóc lên chạy không nổi, thề luôn. Nó mạnh là nó mạnh cái gì, nó kêu dây sên nè, nó kêu nồi nè. Còn thấy anh Winner X nè, êm ái, mạnh mẽ. Rồi chạy ngang người ta nghe, tao không biết là con gì mới chạy ngang. Ô chiếc quay mới chạy ngang im quá vậy ta. Exciter chạy ngang nồi giọng bóp 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 bóp, người ta nhìn ô Exciter kìa, trời ơi nó chạy Exciter kìa. Chứ cái giá trị chưa, nhà sản xuất ta cố tình ta làm á, chứ không phải là xe bị lỗi đâu ba. Còn chiếc xe này tưởng gì, lỗi cam kỳ vậy. Lỗi cam đâu mà lỗi cam, lỗi xe cam. Người ta mới sản xuất ra mà lỗi cam gì. Anh thấy xe của anh không? Tao không biết là mới này là nó có hết hay không, nhưng mà bản cũ là bị lỗi cam ai cũng công nhận hết rồi. Em cái đó đã không có tiếng kêu hấp dẫn mà còn bị lỗi cam nữa. Nè, cái đó là cái bản cũ thôi, còn cái bản này là bản mới, mới hoàn toàn Winner X. Rồi ok, tao cho nó mới luôn, giờ tao chưa xét tới chuyện lỗi cam nha. Rồi, chưa thấy thiết kế không? Xe côn tay, đầu gà đít vịt, con này giao phối với con kia, ra con nọ. Sao cứ tối tối? Cái đó không cần biết, miễn sao mà mình nhìn nó đẹp, mình ngồi lên ok là tao nhìn tao thiệt chứ từ lúc mà nó ra nha, tao coi mấy cái clip review á, tao đã thấy nó xấu rồi. Tao nghĩ là nhìn thực tế nó đỡ hơn, nhìn thực tế xong má thiệt thất bại luôn. Trời ơi, nhìn cái đầu nè. Ô ba xe rẻ này mà trong núi nọ nè, cái xe này mà biết xe rẻ nè. Thôi xe rẻ. Ô dăm ba xe rẻ. Vợ nói nhiều mất hay. Có tiền không biết chơi đi mua xe rẻ, tao cũng hiểu tại sao luôn. Nói nhiều mất hay ra quốc cái không? Gì chứ? Quốc cá nè. Mày gõ anh mẹ hả? Ừ. Ê dạ, tự nhiên nghe ngứa lưng quá. Chắc anh sợ mẹ. Giờ mày em ghét anh quá à. Giờ anh nào giờ không có chơi kèo giao lưu, giờ chơi cái gì gắt đi chứ không có giao lưu. Rồi, bây giờ chơi bắt sát luôn, không có giao lưu nữa. Cái gì chứ bắt sát hả? Ừ. Mặc dù con xe này xấu thiệt nhưng mà thôi tao lấy về tao chở tao đi giao hàng này kia cũng được. Ok chơi mày. Chơi. Tao quất liền ngay lập tức. Chắc anh thắng không mà giao hàng. Trời ơi. Ờ em lấy xe này về em cho mấy anh em chụm chó. Vậy luôn hả? Ờ được, mày cừ đi, mày cừ đi rồi tí nữa mày đi bộ về. Vô. Tao không cho mày mượn xe lại để về luôn con. Bà Phan. Cái đường này á, tuy là em là dân Racing Boy thiệt, nhưng cái đường này người ta lưu thông nè. Rồi chạy ảnh hưởng người ta sao? Vẫn mà có sao đâu. Vẫn cái gì? Đừng có chơi mà nhát thôi, sợ rồi bị đặt kiếm lý do. Nè, bây giờ thích á thì vô trường đua 2K. Kế bên đây luôn nè. Ừ, kế bên đây luôn nè. Chơi. Chơi. Lặp lại lần nữa nha. Bắt sát là thua, mất xe. Đúng rồi, lấy xe luôn. Chứ không có chơi giao lưu vui vẻ đâu nha. Chắc anh sợ mày á. Chắc em sợ anh quá à. Bộ tao một cái đi. Bước vô. Tội nghiệp nhỏ, xe mới mua chạy chưa được bao nhiêu, sắp mất xe. Từ từ. Mà xe em xe mua xe của em, còn anh chạy xe mượn mà anh đòi đua bắt xét rồi xe đâu trả cho người ta. Cứ chơi đi, cuộc cái cuộc chơi này anh lo được. Tới ok đi. Lo được thì tới chơi được. Thôi anh tới. Chơi anh coi chịu trách nhiệm, dân chơi là chịu trách nhiệm. Mày chạy trước đi, tao sợ mất công rồi. Mày chạy sau mà mày lụp mày trốn luôn á. Chạy trước đi, tao chạy sau tao theo mày. Em giảng anh đi, sợ hổ báo cáo trồn cái mầm mịt nên chạy hẻm anh núp. Chạy đi chạy sau. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Gì chứ? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Tao chấp mày chạy trước luôn chứ cần gì suy nghĩ. Ngay vào luôn đi chứ. Ok
trời, chạy gì mà chạy gì trời. Tại tao mặc áo khoác nó bị cạn gió thôi. Mà chạy ba cái mà, mới có một cái làm gì căng vậy? Chạy xíu, chạy xíu. Chắp mày tao gỡ áo khoác ra nè, mày nhìn nè. Nhìn khác liền luôn nè. Xe đi có chơi chịu có gì đâu, nói chi cho nhiều, thanh niên có chơi có chịu nè, xe này lấy đi. Ba cái ảnh dễ này mà chạy cái gì bây giờ, xe này xe chậm chó ai chạy cũng vậy. Nó chạy thua mày, tại tôi ra xe thua mày thôi chứ không có nghĩa là xe này thua xe đó, hiểu không? Lấy ba xe đi, nói chi nhiều mày ơi, mệt quá à, thua thì chịu cái gì đâu. Ba xe chậm chó nè, bây giờ anh gọi chủ xe đi, em chơi với chủ xe luôn. Không, tao không làm gì được, thanh niên mà chơi có chơi có chịu. Giờ thua rồi lấy xe thôi, có gì đâu, khỏi nói nhiều đi, mệt mỏi lắm. Lấy xe đi. Nhưng mà mày nói gì? Ngồi chủ xe lên đúng không? Ngồi chủ xe lên. Mà chạy lại đúng không? Ừ, anh chạy chủ xe luôn. Mày nói nha, vậy vậy kèo này cho như quỷ nha. Không, kèo anh riêng, giờ anh ngồi chủ xe đi. Coi như em thắng anh, giờ em thắng chủ xe nữa, lấy xe. Chờ tao chút. Em ơi. Em đâu, đâu, đâu? Ra trường đua 2K gấp em ơi. Mất xe tới nơi rồi còn nhậu nhẹt gì nữa, ra lẹ đi, ra trường đua 2K. 2K chán anh đi nè, chạy đi. Tỉnh chưa? Là sao nè? Tỉnh rồi, em không bị gì đâu. Nhậu sáng giờ không bị gì mày? Ờ, là mày chạy mục đích đó là lấy lại vinh dự cho Exciter thôi, chứ giờ xe này là của anh ta rồi. Không, không cần hiểu vấn đề đâu, giờ cứ chạy đi, chạy sao cho thắng là được, dùng mọi thủ đoạn cho thắng là được rồi nha. Rồi ok, chạy đi. Về tao kiếm con xe khác tao đền cho. Mà na đua bắt xét nó gì vậy? Tính tao nào giờ không ăn thua với ai hết, nhưng mày nghĩ coi, mày đang chạy ẹt, cũng kêu ẹt rẻ, ẹt chụm chó. Bản thân mày chạy ẹt mày chịu sao được. Vậy giờ sao anh nè? Thì giờ đi bộ về đi chứ xe đâu về, tao kiếm xe khác tao đền cho.